Để đăng ký tài khoản tạo kênh trên MyClip, bạn có thể làm theo hai cách sau. Cách 1, dùng số điện thoại Viettel soạn tin MK gửi 9062 để tạo tài khoản. Sau đó thực hiện đăng nhập bằng cách truy cập website myclip.vn, chọn biểu tượng đăng nhập ở bên phải màn hình ứng dụng và điền các thông tin, thông số điện thoại, mật khẩu. Cách 2, ngoài cách dùng số điện thoại ra, bạn cũng có thể dễ dàng đăng nhập tài khoản bằng Facebook hay Google. Click vào biểu tượng đăng nhập. Khi chọn Facebook, màn hình tạo tài khoản sẽ xuất hiện, điền thông tin và nhấn đăng nhập để hoàn thành. Với Google, bạn cũng làm tương tự nhé. Ngoài ra thì MyClip còn có tính năng liên kết tài khoản giữa số điện thoại và Facebook, Google. Tính năng này cho phép bạn có thể đăng nhập bằng số điện thoại, Facebook, Google đồng bộ cùng một tài khoản. Để liên kết tài khoản, bạn thực hiện theo các bước sau. Nhấn vào biểu tượng tài khoản ở bên phải màn hình, chọn menu liên kết tài khoản. Nếu chọn liên kết tài khoản Facebook, sẽ xuất hiện màn hình thông tin liên kết. Bạn hãy nhập số thuê bao, mã xác nhận. Để lấy mã OTP, bạn hãy chọn lấy mã OTP. Để tạo nét đặc sắc riêng cho kênh của mình, bạn hãy cập nhật thông tin kênh cá nhân theo các bước sau. Bước 1, click vào biểu tượng tài khoản cá nhân bên phải màn hình ứng dụng. Bước 2, chọn kênh của tôi để cập nhật thông tin cho kênh của mình. Lúc này bạn cần chuẩn bị sẵn tên, banner, ảnh đại diện và nội dung mô tả cho kênh. Cuối cùng, bạn hãy chọn đồng ý để hoàn thành quá trình chỉnh sửa thông tin nhé.